mấy chiều sáng sông lời ru ai đó ngóng trông muốn về quê mẹ. Ca sĩ Lê Minh Ngọc sinh năm 2000, đến từ tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và tinh tế, nữ ca sĩ trẻ Minh Ngọc đã vượt qua các thí sinh khác để giành giải nhất phong cách âm nhạc dân gian giải Sao Mai 2022 với thành tích toàn thắng ở tất cả 4 đêm chung kết toàn quốc. Cô gái trẻ quê xứ Nghệ đã không làm mọi người thất vọng, luôn thể hiện sự nghiêm túc, chỉn chu, thường xuyên làm mới bản thân từ ngoại hình cho đến giọng hát trong mỗi đêm diễn. Thành tích quán quân dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2022 là quả ngọt dành cho nữ ca sĩ trẻ sau những năm tháng nỗ lực không mệt mỏi, cháy hết mình với niềm đam mê. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Long. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Trò chuyện cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, những ảnh trong đoạn clip vừa rồi đã giới thiệu nhân vật sẽ cùng trò chuyện với Thanh Long trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn ca sĩ Lê Minh Ngọc, quán quân giải Sao Mai 2022 ở dòng nhạc dân gian. Xin chào Minh Ngọc, cảm ơn Minh Ngọc đã dành thời gian cho NTV trong cuộc trò chuyện hôm nay. Xin chào chị Thanh Long và Lê Minh Ngọc xin được gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Trò chuyện cuối tuần. Vâng, ngay lúc này đây bạn có thể chia sẻ lại cái cảm xúc của mình lúc đăng quang là quán quân của Sao Mai 2022. Cảm xúc của em rất là sung sướng và rất là hạnh phúc, không có một cái từ nào để có thể diễn tả được cái niềm hạnh phúc đó được. Bạn có những cái bí kíp như thế nào để chúng ta giữ được một cái sự cân bằng, cái cảm xúc của mình cũng như là có một cái bản lĩnh thi đấu thật là tốt như vậy? Thật ra là bí kíp thì em không có, nhưng mà với bản thân của em thì trước khi lên sân khấu là em đã có lần em rất là hồi hộp, nhưng mà em khi mà em sau đó là em nhìn các anh chị trong ban nhạc hay là ánh đèn sân khấu dòi vào và quý khán giả là đến cổ vũ cho mình thì tại sao mình lại không tỏa sáng. Cho nên là lúc đó là khiến cho bản thân em chỉ muốn là bước ra sân khấu để hát thôi. Và lúc đó thì em không còn nghĩ mình là một thí sinh nữa, và em chỉ nghĩ là mình là một nghệ sĩ ra để biểu diễn cho khán giả xem. Vâng. Lúc đó là em bước ra sân khấu là em sờn hết cả da gà, tại vì là ánh sáng đen sân khấu rồi là dàn nhạc đệm vào cho mình thì lúc đó là thăng hoa. Mọi người đánh giá rất cao về cái cách mà Minh Ngọc chọn bài, cho thấy cái tư duy và cái sự thông minh trong cái việc chọn bài hát của Minh Ngọc. Có một cái gì đó nó hơi khác lạ so với các thí sinh khác đúng không? Vậy thì cái sự chọn bài này của bạn đến từ đâu? Với bản thân của em thì từ trước đến giờ là em không muốn giống ai cả. Cho nên rằng là qua mỗi tuần thì sẽ có những cái chủ đề và sau đó thì dựa vào cái chủ đề đó để em chọn bài hát. Và những thí sinh nào, tức là các bạn thí sinh thi cùng với em á, là lựa chọn có thể là chọn ca khúc này thì em cũng sẽ cố gắng làm sao chọn ca khúc khác mau với các bạn một chút. Và bên cạnh đó thì em có sự may mắn của em, đó chính là cũng có các thầy cô và các anh chị để đồng hành cùng với em. Mọi người cũng đã hỗ trợ em rất là nhiều về phần bài vở cũng như là chuyên môn. Với rất là nhiều những đêm thi như vậy thì không biết là với vai trò là một thí sinh thì bạn gặp phải những cái áp lực, những cái khó khăn như thế nào? Em xin phép chia sẻ một chút là cả 4 tuần thì tuần nào, ngày nào em cũng phải đi sống hồng. Vì là cái sức khỏe của em không được tốt, vì cũng có thể là do áp lực để thi cử và cũng do cái môi trường nó thay đổi và khiến cho em khá là áp lực. Cả 4 tuần thì sức khỏe của em đều không tốt. Và bên cạnh đó thì bọn em còn phải dành thời gian để đi quay hình, rồi là đi tập với ban nhạc. Cho nên là rất là khó khăn với bọn em. Và cứ mỗi ngày như thế là cứ phải gọi điện, gọi online, học online với cô. Ví dụ đêm nay xong rồi thì đến ngày mai lại phải là chọn cái ca khúc nào để cho phù hợp. Thì cho nên là cũng rất là vất vả. Và trong Sao Mai 2022 thì cũng có khá là nhiều thí sinh ở quê hương xứ Nghệ của chúng ta đúng không? Dạ đúng ạ. Có thể kể đến như là Trịnh Văn Núi, dạ. Thùy Dương. Vậy thì không biết là các bạn đã thể hiện cái tinh thần của người Nghệ như thế nào ở trong sân chơi này? Phải nói là rất là đoàn kết và thậm chí là cũng hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Khi mà mình là một người con của xứ Nghệ thì khi mà mang những cái câu hát
của miền Trung mình đi ra với toàn quốc thì em cảm thấy rất là tự hào. Ví dụ như cái đêm thứ ba em thi vòng di sản, em hát Sẩm Thập Ấn Phù Mẫu, đó là sẩm nghề. Liệu rằng lúc này đây thì Minh Ngọc có thể thể hiện một đoạn trong cái bài hát mà Minh Ngọc vừa mới chia sẻ được không ạ? Em rất là sẵn lòng thôi. Đức mẹ nặng nề là con nhớ công cha, là công cha đức mẹ có nặng ở nề. Con chưa lấy được chút gì báo ân, nào ai có cha rồi thì ai có mẹ thì hơn. Mặc dù là em hát Sẩm Thập Ấn Phù Mẫu, và đương nhiên rằng là em nghĩ rằng là nếu mà có gì sai sót thì mong là các nghệ nhân, các cô, các chú bỏ qua cho con. Minh Ngọc được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Thạch Hà trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Thế nhưng, niềm đam mê ca hát của Ngọc được bộc lộ từ khá sớm. Bởi từ nhỏ, cô đã được lớn lên trong những câu hát ru của bà, của mẹ với những làn điệu dân ca ví dặm. Đó cũng chính là lý do Minh Ngọc chọn dòng nhạc dân gian để theo đuổi trên con đường nghệ thuật của mình. Ở tuổi đôi mươi, Minh Ngọc đã sở hữu nhiều giải thưởng đáng nhớ, đạt Á quân Sao Mai Nghệ An 2019, giải nhì giọng hát hay Hà Nội 2020, giải nhất Sao Mai Hải Phòng 2022, giải nhất Sao Mai Toàn Quốc 2022. Đó sẽ là bệ phóng để giúp Minh Ngọc tiếp tục phát triển sự nghiệp với con đường nghệ thuật mình đã chọn. Minh Ngọc thân mến, sinh ra và lớn lên ở một miền quê là cái nôi của dân ca ví dặm xứ Nghệ. Không biết là cái tình yêu âm nhạc đã đến với bạn như thế nào? Mặc dù là ngày nhỏ là em không hát nhạc dân ca, nhưng mà em được nghe các ông ba, các bác hát thì là chắc chắn là ngấm từ nhỏ rồi. 3 tuổi, lúc đó là em đã đi diễn rồi. Lúc đó thì có thể là các bạn đồng trang lứa với em thì có thể nói chưa sõi được, nhưng mà với em thì em đã đi diễn. Và những năm của cấp 1 hay học cấp 2 em đều được làm liên đội trưởng và có những cái đóng góp cho đoàn đội rất là tích cực. Em cảm thấy là đó là một cái kỷ niệm rất là vui đối với em. Vậy thì từ bao giờ bạn có cái suy nghĩ là mình sẽ đi theo cái con đường này, định hướng theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp? Em đang học lớp 3 thì em tâm hồn em cũng khá là bái bổng, cho nên là có một buổi chiều em đi học thì lúc đó chưa vào học đâu, thì đầu giờ vào học thì em đứng ở hành lang ở trường, xong rồi em nhìn ra khung cảnh ở trường đó và em tưởng tượng, em nghĩ rằng là và em tự nhủ với bản thân của em là sau này mình phải làm nghệ thuật, mình phải làm ca sĩ. Em đã tự định hướng cho bản thân mình từ năm em học lớp 3. Ồ, và một cái sự định hướng rất là sớm. Bố mẹ của bạn thì có hiểu con gái của mình không? Có biết là cái mong muốn của con gái bé nhỏ của mình không? Và ủng hộ cho bạn để đi theo con đường này không? Bố mẹ em thì, bố mẹ và ông ba của em thì rất là hiểu và biết là em thích. Em rất là thích nghệ thuật. Nhưng mà gia đình em thì không ai theo nghệ thuật cả. Cho nên là mọi người sợ em là vất vả. Vậy thì không biết là cái mong muốn của bố mẹ lớn lên thì mong muốn Minh Ngọc sẽ làm nghề gì đây? Bố mẹ thì mong muốn em là một cô bộ đội. À thế à? Và em cũng xin phép chia sẻ một chút, đó là mặc dù em làm nghệ thuật, nhưng mà em biết là bố mẹ em muốn em làm một cô bộ đội. Cho nên là em đã lựa chọn ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vâng, thực hiện được cái ước mơ của mình và cái mong muốn của bố mẹ rất là hài hòa với nhau. Nhưng mà trước đó thì có một cái câu chuyện vui là Thanh Long được biết là để đưa đến cái quyết định là sẽ ủng hộ Ngọc đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp thì có một cái cuộc họp gia đình đúng không? Để biểu quyết xem là cái tỷ lệ, cái số phiếu ủng hộ cho Ngọc là như thế nào phải không ạ? Dạ đúng rồi chị ạ. Lúc đó là em học lớp 9. Thì cả gia đình mới
họp lại. Tức là mọi người không đồng ý, nhưng với bản thân em vẫn kiên định. Và sau đó là em chốt lại một câu với cả nhà là con chắc chắn con sẽ theo nghệ thuật và con sẽ làm ca sĩ. Nếu như sau này con có khổ thì con cũng sẽ chấp nhận điều đó. Tôi hiểu tại sao bạn lại mạnh mẽ và quyết đoán khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định mà cái thời điểm đó mới chỉ là học sinh cuối cấp 2 thôi, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì để thuyết phục được gia đình với một cái quyết định như vậy thì tôi nghĩ rằng là bạn cũng đã rất nỗ lực chứng tỏ cho gia đình thấy là mình có năng khiếu thật và mình cũng chỉnh chu nghiêm túc với việc học tập văn hóa ở trên trường, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng. Em cũng cố gắng để làm sao mà cái điểm học kỳ của em mỗi kỳ em đều được đứng cao điểm nhất thì em đã làm được. Và sau đó là dần dần em cũng tham gia một số cuộc thi thì cũng chứng minh được cho gia đình. Và cho đến bây giờ thì gia đình em rất là ủng hộ em. Và cái sân khấu lớn đầu tiên mà bạn tham gia đó là cái sân khấu như thế nào? Chắc chắn là sân khấu của Sao Mai Nghệ An 2019. Lúc đó là em lên thi bởi một cái tâm thế là học hỏi kinh nghiệm. Cuối cùng thì em may mắn em giành được giải nhì tại cuộc thi Sao Mai Nghệ An 2019. Đó cũng chính là cái động lực cho em rất là lớn khi mà để em tham gia mùa thi Sao Mai toàn quốc. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một mini game gói những câu hỏi nhanh dành cho ca sĩ Lê Minh Ngọc. Lê Minh Ngọc, bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Em sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên là khi đăng quang quán quân Sao Mai 2022 thì người mà bạn nghĩ đến đầu tiên đó là ai? Ông nội của em. Vì sao? Vì là ông nội của em là cái người mà ủng hộ em nhất. Vâng, ngoài dòng nhạc dân gian thì bạn còn có thể hát được ở những dòng nhạc nào nữa? Chắc là nhạc nhẹ, opera. Minh Ngọc có thể bật mí một chút về số đo 3 vòng của bạn. 86, 63, 92. Mẫu bạn trai lý tưởng sẽ đồng hành cùng với mình trong tương lai? Em nghĩ là một người chỉn chú, lịch sự, tử tế, trầm tĩnh. Khá là nhiều yêu cầu đúng không ạ? Bạn dự định là bao nhiêu tuổi sẽ lập gia đình? Em nghĩ là phải 6-30 tuổi. Vâng. Nếu không làm ca sĩ thì Minh Ngọc nghĩ là cái công việc phù hợp nhất đối với mình đó là gì? Em chỉ biết làm ca sĩ thôi. Vâng. Minh Ngọc tự tin về món ăn nào nhất mà mình tự nấu? Trứng rán ạ. Ồ thế ạ. Bạn đã bao giờ nghĩ mình sau 5 năm nữa sẽ như thế nào chưa? Vẻ bên ngoài của em có thể là sẽ ra đi, nhưng mà cái tâm hồn của em vẫn sẽ bay bổng, vẫn sẽ dành cho nghệ thuật thôi. Phần thưởng lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại mà Minh Ngọc từng nhận được đó là gì ạ? Là phần thưởng của cuộc thi Sao Mai vừa rồi. Nhìn lại năm qua thì bạn cảm thấy như thế nào? Những điều mà mình đã hài lòng, những gì mà chúng ta đã có được cho mình, những cái bài học kinh nghiệm ở trên sân khấu của Sao Mai 2022? Sao Mai chính là một cái kỷ niệm rất là đẹp với tuổi thanh xuân của em. Và Sao Mai cũng khiến cho em, làm cho em được lớn hơn, trưởng thành hơn. Là một cái bước đệm chắc chắn để cho em làm nghề sau này. Sau khi giành quán quân của Sao Mai 2022 thì Thanh Long tin chắc là đã cũng mở ra cho Minh Ngọc rất là nhiều những cơ hội mới, đúng không? Thì cũng có nhiều khán giả yêu dòng nhạc dân gian, biết đến em hơn, có nhiều show diễn hơn. Và đặc biệt là trong năm 2022 vừa qua thì em là một ca sĩ duy nhất đại diện cho Việt Nam đi tham gia chương trình ABU Song Festival tại Ấn Độ. Đó là một cái cơ hội rất là lớn đối với em. Và em cảm thấy rất là tự hào khi mà những cái lời ca, những cái ca khúc rất là truyền thống của Việt Nam mình sáng đến bạn bè quốc tế. Trong thời gian tới đây thì Minh Ngọc có những cái dự định như thế nào cho cái việc học tập của mình cũng như là sự nghiệp, hay là những cái sản phẩm mà bạn muốn tri ân cho quê hương? Năm vừa qua thì em cũng đã có một số sản phẩm để gửi đến quý vị khán giả. Và trong thời gian tới 2023 thì chắc chắn là em phải quay trở về với việc học, tiếp tục việc học tập của mình, trau dồi cái kỹ thuật cho mình, những cái hành trang cho mình. Và bên cạnh đó thì em chắc chắn là em cũng sẽ có những cái sản phẩm MV để gửi đến quý vị khán giả. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Minh Ngọc trong chương trình hôm nay. Thanh Long xin được chúc bạn sẽ có thật là nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. Dạ, em cảm ơn chị Thanh Long và Lê Minh Ngọc. Xin được cảm ơn quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, và cuộc trò chuyện cùng với quán quân Sao Mai 2022 ở dòng nhạc dân gian, ca sĩ Lê Minh Ngọc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.